Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách ươm su su nha các bạn. Thì muốn ươm được cái trái su su mà nó ra cái mầm như vậy á, thì chúng ta trước hết là phải chọn một cái trái nó già. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái trái đó là nhìn hình thù như thế nào nha các bạn. Cái trái này á thì nó chưa có lẻ lưỡi ra. Đó, thì là cái trái này là trái già này. Đó, hai trái này đều già hết. Khi chúng ta thu hoạch vào á thì chúng ta sẽ cho vào cái mắc kẹt này, chúng ta dựng cái chiều này lên nha các bạn. Cái chiều mà nó sẽ lè lưỡi ra đó. Đây nè, đây là mình gọi nó là lè lưỡi. Nó sẽ dựng lên. Nó sẽ dựng lên vậy. Chúng ta sẽ để trong bếp nhá. Bây giờ mình sẽ vào bếp, mình sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ để nhá. Thì đây là trong bếp của mình nhá. Vậy. Đấy. Thì các bạn để gầm bàn hay là chỗ nào cũng được ấy, chỗ nào tối tăm đó. Đấy, các bạn đè cái vầy lên, cái bài lông tối tăm các bạn đè vậy thì nó sẽ lòi ra, nó sẽ lè lưỡi ra nha. Thì đây là trong bếp của mình, thì các bạn để trong nhà thì chỗ nào tối tăm cũng được hết á, thì nó sẽ ra lưỡi. Đấy, thì sau khi mà su của mình nó lè lưỡi như vậy thì chúng ta sẽ bó nó vào cái tờ giấy báo nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ bó nó vào như vậy để cho nó thêm cái độ tối và nó có độ ẩm nữa, nó sẽ ra cái mầm. Đây, thì cái này nó đã ra mầm rồi. Đó, cái này bây giờ cái giai đoạn tiếp theo á, chúng ta sẽ bỏ vào chậu đất chúng ta ươm thì nó mới ra được tiếp là cái công đoạn. Thì nó có nhiều nhiều công đoạn. Công đoạn thứ nhất là các bạn lựa su su già và để trong chỗ tối tăm ở trong nhà. Đấy, và để cho nó lè lưỡi ra như vậy nha. Thì cái thời điểm tốt nhất á, thì để chúng ta ươm cái trái su này để cho nó đúng mùa để chúng ta trồng á, là cái thời điểm là đầu mùa đông nha các bạn. Ở Úc á, là tháng 6 thì chúng ta lấy cái trái già chúng ta đem vào chúng ta ươm. Đó, để làm gì? Để đến cái đầu tháng 9, đầu xuân là chúng ta có cây rồi thì nó vẫn còn lạnh. Thì đến khoảng độ giữa tháng 9 thì chúng ta hạ cây xuống là vừa đẹp luôn, đúng mùa luôn. Thì bây giờ mình đang trong cái giai đoạn là tháng 7 thì mình đã xong cái công đoạn là mình ươm ra cái mầm như thế này nha. Đây thì mình chỉ cho các bạn cách gói làm sao để cho nó ra được cái mầm như thế này trước. Bởi vì rất nhiều người ươm mà không có được, không có đúng cách cho nên là nó không có ra được cái như thế này. Cho nên là mình muốn hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất để các bạn có thể tự làm được ở nhà, để nó có su su các bạn trồng và ra nhiều trái nha. Bây giờ cái tờ này là tờ giấy báo nha các bạn. Đó, chúng ta tờ giấy báo vuông như vậy, chúng ta sẽ để vào trong vầy đó, chúng ta sẽ gói lên. Sau đó là chúng ta sẽ wrap hai cái bên này lại như vậy, giống như bạn gói quà sinh nhật vậy đó. Đây, để làm gì? Các bạn nhìn thấy cái không gian này không? Không gian này là để cho cái mầm về sau nó sẽ chui lên nha. Đây, các bạn nhìn thấy cái mầm chưa? Đây, cái mầm nó này nè, nó sẽ nhảy lên trên thì nó sẽ có cái chỗ không gian để nó lên. Rồi sau đó là chúng ta lấy cái băng keo, chúng ta sẽ dính lại vậy. Rồi chúng ta sẽ gói nó lại như vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ dựng cái chiều đứng lên nha các bạn. Cái chiều chiều mầm này nè, chúng ta sẽ dựng đứng lên như vậy. Chúng ta sẽ để vào trong nhà những góc nào tối tăm nhất thì chúng ta sẽ dựng nó lên. Thì chúng ta sẽ dựng như vậy, nó dựng đứng lên để trong góc tối, ở trong bếp và gầm bàn hay chỗ nào mà chúng ta cảm thấy tiện lợi mà không đụng chạm tới nó. Thì bây giờ mình xin hướng dẫn cho các bạn cách xuống dưới chậu nha các bạn. Rồi sau đó ra rễ rồi bắt đầu mình mới xuống dưới đất. Bây giờ mình xuống dưới chậu trước. Thì đây là cái chậu và mình sẽ lấy để mình ươm cái cây su của mình nó đã ra mầm rồi như vậy nha các bạn. Thì các bạn thấy là cái size của nó bự hơn cái trái su su nha, bự hơn xíu. Đừng, nhưng mà đừng có nhỏ quá để nó có cái không gian nó ra được dễ nha. Đó, thì đây là cái chậu. Còn cái đất của mình xài hôm nay á
Rồi thì vẫn là như thường lệ, mình xài cái loại đất seed raising nha các bạn. Đây, đây cái đất này, cái đất mà mình sẽ xài là seed raising and cutting mix. Thì mình lúc nào mình cũng ươm cây, ươm hạt thì mình xài cái đất này thôi. Bởi vì cái đất này nó rất là tốt cho cái việc mình ươm. Đó, thì mình sẽ làm cho các bạn để các bạn coi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đất vào trong cái chậu nha các bạn. Để mình ươm. Mình ươm ra cái rễ trước. Sau đó mình sẽ hạ xuống dưới đất. Đây là một cái cách mà mình làm, mình đã trồng được su su rất là nhiều rồi. Mà có nhiều người trồng mà tại sao mà nó không có, nó ra được đầy đủ mà đến lúc mà xuống dưới thì nó bị chết ngắc luôn. Là lý do đó là làm không đúng cách nha các bạn. Thì đây là cái cách của mình làm. Thì mình xin hướng dẫn cho các bạn coi để các bạn tham khảo. Đây, thì đất là mình đã cho vào trong được rồi. Vậy được khoảng gần đến nửa cái chậu này. Chúng ta sẽ bỏ cái trái su của chúng ta xuống dưới. Cái đầu mầm này chúng ta sẽ cho lên trên. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ cho đất vô. Ở Úc này á, tháng 9, đầu tháng 9 là chúng ta sẽ vào xuân. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có hạ xuống vội. Chúng ta sẽ để đến giữa tháng 9 thì chúng ta sẽ hạ xuống dưới đất. Thì nếu như các bạn ở những cái vùng khác á, và cái thời tiết nó khác mùa, thì các bạn đến đầu mùa xuân các bạn sẽ hạ xuống. Nhưng mà lúc nó còn lạnh đừng có hạ xuống vội. Để đến nửa tháng sau thì chúng ta sẽ hạ xuống thì là nó sẽ ok. Khi các bạn cho vào trong chậu để chúng ta ươm rễ đó, thì chúng ta sẽ để nó nhú lên trên mặt đất khoảng độ một đốt ngón tay nha các bạn. Khoảng đốt ngón tay. Đó, chúng ta phải nhú cái đầu lên một chút xíu. Đó, và chúng ta sẽ tưới cho nó một chút xíu nước để cho nó ẩm. Và chúng ta sẽ tiếp tục là cho vào chỗ ấm áp mà vừa phải thôi. Chúng ta chưa có để đưa ra được ngoài nha. Thì chúng ta sẽ xịt nước vô. Rồi, vậy là ok. Rồi, chúng ta muốn, nếu cần chúng ta có thể cho thêm một chút xíu nước vào đây. Chúng ta sẽ cho cái cây của chúng ta đã ra mầm ấn xuống chút xíu nha. Bơm đất vô. Đó là chúng ta sẽ bơm nước vô, xịt nước vô. Rồi, sau khi chúng ta đã cho vào chậu rồi thì chúng ta sẽ cho vào cái chỗ ấm áp nha các bạn. Chùm bê tông lại. Thì mình sẽ chỉ cho bạn ấy cách làm như nào. Thì đây, mình có một cái chậu như vậy. Đó. Thì mình khi mình ươm cây thì mình sẽ cho vào một cái này để mình làm nó tiện, mới để nó gọn đó. Thì đây mình sẽ cho các bạn coi cái chậu của mình ha. Thì cái chiều cao của nó là khoảng là một gang này. Đó, thì khoảng là một gang rưỡi. Thì các bạn mua nó cao cao một chút cũng được, một gang, hai gang được, tùy theo các bạn. Nếu mà các bạn mua cái nào nó tiện lợi thì mua. Nhưng mà theo như mình làm thì mình làm nó cao cao một chút, khoảng độ gang rưỡi, hai gang là ok. Thì đây là cái cây hoa hồng mình đã ươm hôm trước, có làm video các bạn coi rồi. Thì hôm nay các bạn nhìn thấy nó ra cái chồi, thấy không? Cái chồi nhỏ xíu nè. Đó, các bạn nhìn thấy cái chồi chưa? Đó, bây giờ là nó rất là good. Nó đã ra chồi rồi. Đây là một cái chồi nè, 2 nè, 3 nè, 4 là 5 cái chồi. Là nó phát triển rất là tốt. Là lý do là mình bỏ vào trong cái chậu như thế này. Và mình phủ bao ni lông lên trên. Và ở trong này mình có để một cái chút xíu nước vào trong cái chai như vậy, mình cắt ra để cho lúc nào nó có hơi nước nó bốc lên. Cái này cũng đã ra mầm rồi. Đó, và mầm nè, cái này cũng mầm nè. Đó, cái này cũng đang sắp ra. Và cái này cũng quá trời mầm nè. Đây là cái cây hoa hồng, mình cũng nhân tiện mình cho các bạn coi luôn. Mà nó sẽ ra cây này là sẽ tốt và sẽ đâm chồi nảy lọc. Thì cái mùa đông này là cái mùa rất là good, tốt để chúng ta ươm hoa hồng.
Thì sẵn mình đây mình giới thiệu cho các bạn coi luôn. Đó. Thì rất là tốt. Nhưng mà cái kinh nghiệm như vậy, bởi vì có một bạn ở trên mạng có hỏi mình là tại sao ươm giống mình mà vẫn chết. Là một tuần sau nha, các bạn ghi khi mà các bạn bắt đầu mà hạ cây xuống thì các bạn ghi ngày vào. Thì cái một tuần một lần là các bạn phải tưới cái nước mà rễ mà mình đã hướng dẫn ở trong cái phim trồng hoa hồng rồi. Thì mình có pha vào trong cái chai này rồi. Thì cái một tuần là chúng ta sẽ là như vậy. Đấy. Thì chúng ta sẽ khi mà nó đã ra cái mầm này rồi là chúng ta bắt đầu chúng ta có thể tưới được, là một tuần một lần. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho tất cả nó gọn lại và mình sẽ cho cái cây su của mình vào đây, mình sẽ ươm cùng nhau. Đấy. Là nó sẽ ấm, và thứ hai là các bạn nhìn thấy cái thành này lúc nào nó cũng ẩm ướt nha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ làm phủ cái bao ni lông lên trên. Đó, chúng ta cũng không cần thiết là phải kín. Rồi chúng ta đè một cái cây gỗ lên để cho nó không có bay, gió nó không có thổi. Hoặc là làm như nào cho nó cố định lại là được. Cái chai nước này của mình là mình đã pha thuốc rồi. Mình không có muốn nó sẽ bị lẫn lộn với cái những cái khác thì mình bỏ vào trong này luôn. Đó, lần sau để mình nhớ, bởi vì là có những cái chai mà nó chỉ có nước thôi, chúng ta sẽ không có bị mixed up, lẫn lộn với nhau á. Đó, chúng ta sẽ phủ lại như vậy. Là chúng ta ươm thôi. Đến tháng 9 nó ra rễ thì là chúng ta có thể đầu mùa xuân là chúng ta hạ xuống dưới gốc được. Bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn các bạn coi cái cây su của mình nha. Đây. Đây là cái gốc su của mình. Đấy, các bạn thấy đó chưa? Đó, thì bây giờ là đến hết mùa rồi, mình cắt hết tất cả đi để đến sang mùa mới nó sẽ ra. Thì đây là cái dàn su. Dàn su này nó sẽ mọc lên trên này sau. Bây giờ mình mới tỉa hết tất cả các cành rồi. Gốc của nó rất là lớn. Cây này mình trồng 3 năm rồi. 3 năm, 4 năm mình không nhớ đâu, nhưng mà cũng mấy năm rồi. Thì khi các bạn hạ cây xuống dưới đất á, các bạn nhớ là khi mà cây nó cao tới 1,5 m là chúng ta sẽ cắt xuống nó còn 1 m để nó tiếp tục đâm nhánh ra nha. Thì sẵn đây mình giới thiệu luôn các bạn cái cây ớt của mình. Thì mùa đông rồi nhưng mà nó vẫn còn ra trái, nó không có sai nhưng mà nó vẫn còn cứng cáp và vẫn ra trái đấy. Cho nên là mình chưa có làm video cắt cành cho các bạn coi được. Đây, cái cây này cũng ra trái nè. Bởi vì mùa đông này lạnh quá rồi nhưng mà nó vẫn ra, cho nên mình chưa có cắt đi được. Đây, cây ớt này cũng đang ra trái luôn. Đây, thấy chưa, vẫn có trái đều. Đúng ra là nó không ra đấy, nhưng mà năm nay không biết tại sao mà nó vẫn có trái. Đây, cây ớt này cũng có trái luôn. Mình chưa có thể nào cắt đi được. Đó, nhưng mà khi mà nó ấy là mình sẽ cắt. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.